Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình đi lùng mình mua được hai cái vỏ nồi cơm điện 110. Đây, hai cái luôn nha các bạn. Cái này mình mới bung ra nè nghe, cái này nó bể ở trên mà nó không có cái nồi. Thì nó dở ốc ra rồi mình dở ra nè, nó có bo nè. Bo của nó tương đối còn nguyên nha, trơn nha. Nó không có gì hết nha, lành lặn hết trơn nha. Mình tính hồi gã thịt luôn. Cái này nó bo này nó có cái mạch nè, cái quạt nè các bạn. Thấy không? Nguyên cái luôn nè. Thì mình mua cái này nó gờ ở ngoài nè, nó này cũng bo cho nó đó. Nắp nó nè. Đó. Thì nắp nó gì? Thì cái ổ điện nó còn ngon nữa các bạn, dây điện nó còn ngon, lấy dây điện mình xài. Thì mình gã sát nha, đây một cái nữa nè các bạn, với cái ấm siêu tốc nha. Ấm siêu tốc này nó hư cái chỗ này nè, nó hư chỗ cái nắp này không sao nha. Nhưng mà mình bật là thấy nó còn lên đó các bạn. Chỗ mình giờ mình lục ba đồ ấy ra nó lật chặt quá. Rồi mình ghim các bạn xem nha. Mình bật thấy nó còn lên đèn, đó thấy không? Thấy không? Này mình kiếm cái nắp để vô là xài nha các bạn, dưới rửa sơ sơ là nghe nó bụi bặm thôi. Rồi xong xuôi mình lấy cái này cho các bạn xem cái nồi cơm thứ hai. Đồ mình gã ra, mình đang gã đồ và đang gã vào cái đồ ra lô bù. Đây cái nồi cơm thứ hai. Đây này nguyên em luôn nha các bạn. Nó 110 nha, mình không dám ghim nha. Mình chưa biết nó còn sống hay nó chết nha. Này mua của người ta lại được nè. Nồi chốc nước sơn. Này nhôm nữa các bạn. Thấy không? Nắp nè, bên đây thì cái nắp bị nóc nha. Đầu thì cái nắp à. Nắp bên đầu bên đây là nó bị nóc, đẹp lắm. Để mình lấy ra. Bo nặng ghê. Dòng điện của nó đã các bạn. Cái này cái gúng nè. Gúng anh em nào hổm hỏi với mình đó. Cái này nè, bị nóc. Đẹp ghê. Nắp này còn nha các bạn. Này nó không có nồi nha. Đó. Mọi đây nó có nồi nè các bạn. Đây nó có nồi. Được nguyên cái nồi luôn, nguyên cái luôn nha, cái này nguyên cái nha. Cái này chắc là mình sợ chắc còn các bạn. Nồi này chắc còn nấu ngon á. Mà tại vì mình không có điện cho mình thử nha. Đó. Nồi này còn im luôn. Mình không biết nó còn hay không nha. Mình mua thì nó gì mình để vậy luôn, cái này mình không gã nha các bạn. Đó. Nguyên con luôn. Rồi ốc ác còn. Ốc còn mất tiêu chừng. Nè các bạn. Điện 100V nha. Nè. Đó, điện 100V, 1400W. Nè. Nồi này chắc cũng có bung hay gì rồi mình không biết nha. Mình gỡ lấy đồ vết nha. Mình cũng là vô phá tán thôi. Mua về gã lấy này nọ. Mà cái này cái nồi nó còn ngon. Mua lấy cái nồi không đủ tiền luôn. Nồi này 1 lít mấy nha các bạn. Nồi này lấy cái nồi không đủ tiền. Nồi quá đẹp. Nồi lỗ hủng nè. Nồi đặt quanh đây vừa luôn nè. Hai cái thứ một. Thấy không? Nồi này xài biết nào hư. Đem ra đâm này đâm nọ xài sướng luôn. Hoặc là để nấu đồ cũng ngon. Rồi các bạn xem mình gửi cho anh phá tán mình coi cái này nọ, mình lấy đồ vết nữa các bạn. Cái này mình cũng không có sửa luôn, tại vì mình không có điện 110, mình cũng không biết làm bá nồi điện tử này các bạn ơi. Cái nào biết nó biết, cái nào không biết nó không biết nha. Chứ mình không có nói dốc nói xạo. Biết mà nói không biết cái thì các bạn mình quảng cáo các bạn luôn nha. Mình chia lại cái này, mình chia lại 120, mình chia lại 1 ha. Cái phan cầm tay
anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Đó, hai cây này mình gắn dây nè các bạn, mình bán 300.000 cây nha, cây khoan 110 nha, rất là ok luôn. Rồi bây giờ mình test thử cho anh em xem luôn nha, anh em nào có mua thì mình bán nha. Đây mình lấy cái cục 110 của mình nè các bạn, đó mình test cho các bạn xem à. Xem mình thử nha, 1 cây thôi nha các bạn, không bán hết 2 cây nha. Đó, cái này là cục biến 110 của mình nè, nè thấy không, chưa chạy nè. Đó, cây đây là cây thứ hai đây. Mình bán cây này nè các bạn, cây này nó lành, nó còn nguyên si, nói chung cái cây nào cũng còn nguyên si hết trơn các bạn, mình không có gớ vô, không có sửa gì hết trơn, cây này xài biết là nào hơn. Cây này rất là ok ha, cây không có biến lửa luôn nè các bạn nha. Nè, quay cảnh cảnh cho bạn xem là nó nhem nhem ha, không có miếng lửa luôn ha. Cái biến áp này là nó hạ xuống là nó không có tới 110 nha các bạn. Đó, anh em nào mua thì mình bán cái cây này, cái cây tốt này là cây chạy ngọt nè. Còn cây này thì nó hơi nứt cái cán chút xíu nên thử cho mình không bán, mình để xài nha. Đó, cái cây mình làm dấu nè, làm dấu chữ ít nha. Đó, các bạn mà qua gò ha, các bạn mà ra qua gò các bạn mua đó ha, là cái cây này cũng mấy trăm ngàn mà nếu mà thử nha. Còn cây này các bạn mua về á, mua về xài biết đời nào hơn. Đó, đầu khoan còn chất lượng luôn, đầu khoan này mở bình thường nha, tại vì mình để xiết á, mở ra bình thường. Được chiều nào quên mẹ. Nè, đầu khoan này mở bình thường nha. Nè, rồi giờ tiếp tục, kế tiếp là mình bỏ này qua bên đi ha. Mình ở đây có bán điều tấp nha các bạn, 113.000W nha, xài cho các loại động cơ khoan mài cầm tay, và nó không có chậm lẹ đó, thì mình mua cái này mình xài nha. Máy mài cầm tay đồ 223.000W, 113.000W mỗi hộp, và loại thứ là mình bán 300.000. Rồi kế tiếp mình coi nè các bạn, cái mạch nó quá ngon, mà cái mạch này nó còn nó có 2 cái con gì nè, bự thấy không, con này con gì bự quá mình không biết, cái con nguồn nha, nó có cây quạt đây nè. Này anh em nào mà mua mấy cái này mình bán lại luôn nha, chỉ có cái gì mình gã ra, mình lấy đồ á, đù dặn đây hết ta, nãy đâu ra vậy, nãy đây hết đâu, nãy hết lâu rồi vậy mới bả bỏ quá, đâu có thích vậy ta, mình bắn chế đồ được. Này có chuột cạp á các bạn, mấy cái dây này toàn bộ là dây chống cháy không nha các bạn, mình lụm lại, mình lụm lại để dành mình gắn mấy cái ấm siêu tốc rồi đó. Còn cái ổ dây này á, thì mình để dành mình xài nè. Đó, dây này xịn lắm á, viên cái đĩa. Rồi kế tiếp mình gã mấy cái này, gã này bằng đồng thiệt nha các bạn,
hé cái dòng này bằng đồng nha, đồng thiệt á, chứ không phải bằng nhôm như của mình ở đây đâu nha. Các bạn xem thấy kênh có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Nhớ chia sẻ đồ. Mấy ngóc này là xịn không? Gã anh lấy cái vỏ nha các bạn ơi. Đấy à, mình lấy cái gì được mình sử dụng ha. Còn cái mấy cái gúng này nè các bạn, gúng nhí này nè ha. Mấy cái này nè kêu mình kêu gúng thôi chứ mấy cái này là mấy cái này còn ngon, mấy này nó không hư bậy nè. Mấy cái cảm ứng từ này nè. Mấy cái định dạng con định dạng này là nó không hư bậy. Này chắc nó xài qua 220 được luôn. 220 cho mừng được luôn. Nó kêu cái gúng đó mình kêu gúng nè. Ha. Anh em nào quấy mình chia nha. Cái nắp dày ghê luôn. Cái dây điện nó luồn lên trên nữa nè các bạn, luồn lên trên nắp nữa nè, thấy không? Luồn lên trên cái đường nắp á, nó có cái đường thăm lên nắp nè. Đây coi nó chỗ nào đây, trên đây nó sẽ có cái hâm nghe, nó có cái dòng hâm nó nằm ở trên cái viền này nè, nó có dòng hâm nằm trên viền nè. Ha ha ha, hai cái này là hai cái dòng hâm nè các bạn. Ngon nè, ngon này nha. Đâu lấy đây đúng rồi nha. Nó có cái khớp các bạn. Đồ Nhật của người ta thấy không, làm cái gì cũng im chứ chất lượng. Có khớp nào mình lấy lên để coi cái này chế được cái gì không nha. Đó, hai cái dòng hâm này các bạn, hai cái này nó 110 phải không? Ví dụ như nó điện 110 đi, mình kéo qua thành đôi sẽ ghi lại là 220. Ủa ta, cái im nè, ở trong nó bằng tiếp nhôm nha, ống nhôm tròn nha. Ui da,
này là cái vỏ ngoài thôi nghe, trong cái ngục nằm trong giữ dần. Đúc hay thiệt. Có cái kiểu đúc vô hay. Đây hai cái, hai cái dòng ruột nha các bạn nè. Sưu tầm đồ dữ. Cái mấy cái này cũng mất tiền lắm nha các bạn. Mấy cái chấu này nè, cái chấu này đây chứ ngon lắm nha, tiền không nghe, cuốn nóc rồi nè, cần đi mua tiền không. Đây, đồ cái đĩa đồ xo ở bên. Đây, cái này đây, cái dòng hâm nó nằm chính giữa nữa bạn. Đây là cái dòng hâm nghe. Mình lấy cái cảm khóa nó ra, mở ra từ từ. Đây là cái cầu chì. Cái nồi mình nó này nó nấu bằng từ trường nữa các bạn. Khi mà cái điện nó kích vô đây nè, nó sẽ gồng à, nó nấu cho cái nồi nó nóng, nó chín cơm nha. Nó xài bằng từ trường không nha. Cái này mũ, mấy cái thanh này là mấy thanh từ trường nè. Mấy thanh này mình không biết bằng gì nha, để coi nó có hết không nha. Không có hết các bạn, hơi hơi à. Cái này là dạng 500 mà 500 yếu các bạn. 500 từ. Này là cái từ nữa nha. Này không chừng đập nó gãy các bạn. Cái thanh mà mình không biết nó bằng gì nha. Có 4 thanh. Cái này là có thể quấn quấn phe, quấn đồ được nè. Hết hết hơi à. Nó bị từ trường đó. Nói chung ra là cái gì mình biết, mình gành thì mình nói, không gành thì thôi nha các bạn. Chứ mình không có xạo, nó xạo nha. Ừ, cái này chịu nhiệt nóng, nhắc nồi cơm nồi im lắm á. Đây, phanh điện ở đây. Phanh này bằng đồng nha các bạn. Bằng đồng á. Nặng à. Cũng được 200-300 gram á. Nó làm dính hết luôn. Im ghê. Còn cái vỏ này ngủ nè. Cái vỏ này ngủ. Còn ngủ còn sắt gì ta. Ngủ mà ngủ chịu nhiệt. Ngủ là chịu nhiệt nóng nha các bạn. Nó không bao giờ nó hư vậy nha. Rồi mổ lấy cái hâm ra nghe các bạn. Đó. Đây cái giấy bạc, mà giấy bạc này chịu nhiệt nóng nè. Nó ủ nhiệt nóng cho cái miếng hâm nghe. Đó. Cái giấy bạc này nó ủ nhiệt nóng nha, nó không bao giờ mà nó bị teo nha. Theo vậy cái này nóng lên nó sẽ teo ha. Nó teo mất tiêu nha, còn cái này nó không có teo nha các bạn. Nó giữ nóng nha. Đây là miếng hâm của nó nè. Hâm nè. Ồ. Hâm này nó ra tới 2 vòng luôn các bạn. 210 mà nó ra tới 2 vòng. Cái này hâm ngang bụng. Rồi cái giáp miếng nó nằm đây. Hảo ra. Cái hâm này là nó hâm như hâm dây nha các bạn. Đó. Nó dán keo nè, nó có cái keo nhiệt á. Cái keo chịu nhiệt nó dán vô đây cho dính này là cái dòng hâm đó nè. Mình tháo ra mình để dành chế đồ chơi. Đó. Cái này là hâm của nó nghe các bạn. Khi mình ghim hai cái cọng dây điện này vô nó sẽ nóng nha. Mà hâm này nó không có lựng là 110, 220 nha. Hâm này có thể mình ghim 220 mình xài được bình thường các bạn ơi. Tại vì cái đường hâm này nó dài, cái dòng nó cao. Một cái vỏ này biết đời nào bể ta. Cái vỏ này nó thiệt các bạn ha, đập không bể luôn nha. Đập không có khơi bể đâu. Đập không bể bậy đâu.
cái vỏ này nó chịu nhiệt nóng nè, mình có thể mình dành đựng ốc đựng đồ được á. Cái này là cái nắp của nó nè, cái nắp mình đậy có thể đậy cái nồi này được nè, thấy không, nó vừa cái nồi luôn. Nếu mà mình xài cái nồi riêng á, xài cái nồi riêng mình sẽ dễ, mình lấy cái nắp lại nha các bạn, cái nắp này đậy cho nó. Cái nắp bên kia nó cũng giống hệt, để mình tìm cách gỡ cái nắp này ra coi. Nắp này dù sao đi nữa nó cũng bị chuột cạp rồi, bị chuột cạp là mình cũng dễ luôn chứ không có để. Nồi dày, nồi trên nửa kg. Lắp này làm khớp không? Dễ vậy, dễ vậy, dễ ăn vậy. Đây gì? Không biết đó. Kính hơi chế khớp, chế cái này nó không bị chạy ra, dỡ cái này ra. Cái ngon là xài được rồi. Lấy cái gon này ra để dành mà. Mấy con nhiều khi nói thiệt các bạn, mấy con nhiều khi kiếm không ra các bạn. Cái trên này nó còn nhôm nữa các bạn. Thấy không? Đậu nhiệt nó làm rất là trắng. Dán keo khủng khiếp, keo khủng khiếp, keo các bạn, keo đổ à, ghê không? Này nhôm các bạn, nhôm chứ không phải bằng thiết nha. Một là nhôm, hai inox, quá nặng hết rồi, không hết inox các bạn ơi, chứ không phải nhôm các bạn ơi, nặng. Ủa rồi sao nó ép thôi, sao mà cái này nó không ra ta, không thấy khớp. Không có khớp mà sao miếng gòn nó không ra. Mình phá một cái thôi nghe các bạn, cái kia mình cũng phá nha. Dán keo, cái gòn này chứ kiếm không ra nha các bạn. Nhiều khi cái gòn mà gòn nồi con này nọ kiếm không ra gòn này nè. Chơi nè, cái gì thì cũng tiếc hết trơn, tiếc mà cuối cùng không xài. Đù, mớp, mớp thì giữ ấm rồi, giữ cho cái nồi nó đừng có đừng có bị nguội cơm. Luôn. Cái gì dưới đây trắng trắng ta?
cái gì dưới trắng trắng nữa các bạn, ép cái gì dưới trắng trắng nữa nè. Còn gì đây, mình phải khám phá rồi cái nồi nó có cái gì chổng rồi cái gì. Làm vòng này làm gì ta? Cái này bằng kẽm, inox, inox kẽm mềm. Đó. Cái này được bạn, chắc giữ dần luôn. Này mình tháo ốc ra, ốc đường này. Tài này mình giật ra làm lấy lò xo ra. Mấy cái nắp đó mình thấy trên mạng mấy cái đồ gạt này nè các bạn, vậy mà tiền không nha, mấy cái này tiền không nha. Mấy này mình tháo ra mình để dành nha. Để, nó có cái chấu nè, mình kẹo cài ra, cài nó cong ra cái nó nhảy ra đó, thấy không, gì cũng tiền không nha các bạn, đơn giản gì nha. Nó này nó bằng mũ xi mạ nha các bạn, mũ xi mạ nha chứ không phải bằng cái gì trơn nha, nhưng mà này nó sáng hoài luôn, đồ Nhật nè, hàng của người ta có chữ có ký tự đồ đàng hoàng, lò xo dính luôn. Không phải nhiều đồ lơ phơ đâu. Đây, cái lò xo ra, thấy không? Xong, mình sẽ mở ra hết luôn. Phá tán cái mấy cái này là nó xài nó gắn khớp không nữa, mà gắn vô còn khớp không nữa, không đó. Cái quay nó mình quay đúng chiều mình mới lấy ra được thôi. Quay đúng chiều mình cạy nó ra. Quay đúng cái chiều của nó mình cạy nó ra. Xong mình cạy cái vỏ ra. Cạy cho già mà bảo bán gì chai. Vỏ giữ hết không nghe bạn. Hết nền sắt. Nó bán cho mình mà nó có hết sẵn luôn. Dưới đây nó có miếng gì nữa nè, đó dưới đít nha, này đít nè, này miếng nhôm nha các bạn, miếng nhôm mình có cái luyện hết các bạn ơi. Đó, mình lụm lại chỉ có lấy lại được cái này.
cái này để nhiều khi mình để cái này nọ ha, đồ nóng rồi mình xài được ha, với cái vỏ nắp nhiều bỏ về chai. Này để coi, mình coi cái chấu nó sao nó kỳ cao. Này bằng chất liệu mũ cứng như cái mũ mà cái mấy cái bình đó các bạn, như mấy cái bình ắc quy á, nó có mấy cái chấu này để mình dưỡng đúng vậy nha. Đó bằng rồi đó, thấy không, chiến lợi phẩm này miếng hâm nè, thấy không, dòng ấm của miếng hâm nè, cuộn điện nè, đang này để sao hai miếng hâm nữa nè. Mấy cái mấy con sắt này là bỏ nè, cái rúng nè, bo nè, dây nè, nấm nè, nấm là để bên kia, lấy nấm bên kia để qua, đây nấm bị nóc luôn, nấm này nè để qua, thử qua thành nấm bị nóc luôn, ngon. Ốc mấy cái này là bỏ chứ các bạn ơi, mình không lấy mấy này, không có lấy làm gì, bỏ về chai. Này để cái gì đây, để cấu vô này ha. Rồi kế tiếp để mình này, nó có bốn cái lỗ ốc này, mình dặn bốn lỗ ốc như đây nè các bạn ha, để làm ghế nhấc màu luôn. Đu vô nè, để nè, được nè, vững vàng luôn. Để cho anh em cái này. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ lấy cái nồi này, mình dỡ cái đít ra coi nó làm sao nha các bạn ha. Cái này để bên, cái nồi để bên đi ha. Dạ, cái đít này nó, cái nồi này nó nước sơn nó chóc thôi ha, nó cũng như cái kia nè, nắp nó không mấy đẹp ha, không biết còn không, mình không biết nha, cái nồi này không biết nó quá bèo, không lẽ mình gã luôn các bạn, nó còn nguyên cái mình gã cái mũ nha, cái này nó không đến nổi nè. Còn ký hiệu đồ đẹp nữa, đúng đồ đẹp nè, thấy không? Mượn tay cũng hai miếng hâm gian cái này. Thấy không? Cái này nó gã ốc đâu trơn các bạn ơi. Nó gã bốn ốc rồi mất tiêu trơn. Chắc có người nó cũng phá tán rồi. Cái này nếu mà nó 110 gã ra mình lấy đồ luôn. Để anh coi coi đồ nó còn nguyên không nha các bạn. Có ai phá thì mình tháo luôn. Ung luôn, ung bỏ luôn, mình lấy đồ thôi. Mình chơi ngon rồi nhé. Đồ, có đồ, còn nguyên các bạn ơi. Mình xi nghe. Chưa có ai gỡ vô nghe các bạn. Nè, nguyên xi luôn nè, chưa có ai gỡ vô. Cái này nó nằm đây là đúng của nó luôn nè. Đó. Nè, cái ổ nằm đây đúng của nó luôn nè. Cái này chưa có ai tháo từ con ốc luôn nha. 20V cho quạt 20V. Bên kia cũng vậy luôn. Đủ anh em nào mà mua, anh em nào mà chia lại cái này, mình sẽ đưa lại bộ bo này luôn nha. Đưa lại nguyên cái bộ bo này luôn nè. Hai cái sửa gan cái ha. Này gian luôn nè các bạn. Anh em ruột luôn nè. Nè. Anh em ruột luôn nè, thấy không? Đó, y gan luôn. Nhưng mà bên đây tụ đỏ nha, bên đây tụ đen nha, hộc me đen nha.
hộp me đen luôn, bên đây đỏ, bên đây đen giống hệt luôn đó. Nó cái bo nằm trên luôn, cái bo nằm trên là bo này luôn nè, có y gan luôn nha. Này nói chung ra là nó còn y nguyên hết trơn luôn, nó không có bị, mình không thấy bị xì bị nổ hết trơn nha, nhưng mà dây nó lấy hết trơn đó, bo còn đẹp luôn, không thấy nổ không thấy gì hết trơn luôn đó. Mấy cái này mà gắn quấn mỏ hàng xung là gặp em mình nó may bê này nè, cái cục này quấn mỏ hàng xung là vô địch luôn. Rồi cái này còn nguyên mình để đây đi ha, đồ này chưa có ai gớ vô luôn, còn cái thinh luôn, không có cái dấu vết gớ vô luôn các bạn, thấy không? Không lẽ mình lấy ra mình gỡ cái vỏ này ra, mình thay cái vỏ bên kia qua, mình phan bán cái vỏ với chai bên kia, cái vỏ này nó xấu nè, cái vỏ bên kia nóc đẹp, hai cái sửa qua cái được luôn, đừng gờ hết cái. Cái này giật nó vô ta, nó bị ngoài dây các bạn ơi, cái vô chưa. Giãn hay giãn cái ấy à, cái này điện 110 nữa các bạn, điện 110W. Thấy nó còn đầy lại nha bạn, cái vỏ bên đây thấy nó im các bạn ơi, cái vỏ thì thấy nó hơi cũ hơn cái kia, còn nó lấy cái vỏ đây để lại, cái vỏ kia để lại, cái này hồi chiều mình mua là mình thấy nó còn nguyên gì là nguyên cái gì luôn. Khu đi lột cái kia ra phải cái nắp kia lấy đẩy qua đây được rồi, ngu mà liền cái chột hồi nãy mình gỡ ra cũng còn thêm mới tìm được, còn nguyên nồi luôn nha các bạn. Đó. Mình tiếc là phái là phái cái nồi này, nồi quá dày, nồi này làm cũng chuyện ngon lành luôn, nồi này xài biết đời nào hư. Cái nồi này nó thiệt các bạn, đem ra nấu cơm là nó không có dính nha, nấu cơm nấu đồ ăn nó không có dính nha. Chắc cái nồi mình để xài, có bán là mình chia là cái vụ vỏ thôi, chứ còn cái nồi là mình để xài. Anh em mua là mình chia cái vụ vỏ thôi, cái nồi mình để xài. Rồi xong cái phần này đã xong nha các bạn, thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha. Còn hai cây phan 110 đó mình bán một cây thôi nha, anh em nào có mua thì mình bán 300.000, mình test thử rồi ngon lành chất lượng bao cho anh em xài luôn, có điện 110 xài, còn không có thì lấy cái móng áp xài. Rồi anh em thấy kênh của mình có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái số điện thoại mình thì vô bấm vô cái hình đại diện mình trong kênh mình đó, có cái số điện thoại của mình, muốn mua hàng thì comment đặt qua nhảy qua bên Zalo của mình nha. Mua hàng đồ sửa quạt đó, đồ quạt là có đầy đủ nha, bên mình hiện giờ có bán điếu hồng ngoại đồ đầy đủ nha, bo đầu mót cũng mới về, bo mạch điều khiển từ xa mới về, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với mình ha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.